đẹp của Hoàng Gia cực đẹp nữa, giới thiệu quý khách từ chiếc chân này, chân chúng tôi đục chân móc nhá, chân cong móc này, yếm chúng tôi đục hết này, yếm đục nhá, yếm này là chúng tôi làm giày 5 phân đục thông hết, một bộ Hoàng Gia nhá đục thông hết mặt trước này. À, giới thiệu quý khách một bộ mặt trước này, mặt trước yếm chúng tôi đục cong này, đục hoa hồng nhá, đục lá vắt nhá, lá vắt Hoàng Gia này, đấy, cổ chỉ nhá, mặt của chúng tôi là dày 5 phân, mặt long ván nhá, tay chúng tôi là liền một khúc này, tay đục cong liền một khúc này, tay là dày 15 phân, là tay dày 18 phân, đục liền một tấm nhá. Vai chúng tôi này, vai đục lá móc này, cựa chúng tôi là đục hoa hồng nhá, đục hoa hồng này, đẹp chưa, đục hoa hồng nhá, đục hoa hồng này, tựa ghế là chúng tôi này, giới thiệu quý vị này, tựa ghế chúng tôi này, đục quả chám nhá, quả chám điểm hoa, đẹp chưa, đấy, đục Hoàng Gia này. Bộ đây là bộ mũ ương nhá, tay này, đấy, đầu tay chúng tôi đục lá vắt này, đục lá nhá, một chiếc đôn của chúng tôi cũng vậy, chiếc đôn chúng tôi này đục đẹp chưa, đấy, ngăn kéo này, đấy là ngăn kéo nhá, một chiếc ngăn kéo nhá, đôn này, đôn chúng tôi cũng đục như yếm ghế luôn, đây là một chiếc ghế như này. Ghế này. Ở đây là một chiếc đôn kẹp này, đôn hồi nhá. Đây giới thiệu quý vị một chiếc quản dài này, quản dài nhá, tôi đục hoa hồng leo, tựa chúng tôi là đục một bộ hoa hồng này. Đấy. Quản dài chúng tôi là 2m25 phân, dài 2m25 phân, cao là 55 phân, cao 55 phân, sâu là 70, sâu 70 nhá, tựa chúng tôi làm liền này, đấy, tựa liền nhá, đẹp chưa quý vị này, đây chúng tôi quý vị nhìn ở giữa này, nhìn ở giữa nhá, tôi làm liền này, đấy, hoa hồng nhá, toàn bộ tựa hoa hồng, nhìn bông hoa tay 100% nét chưa, quý vị nhìn thấy nét không? Đấy, nhìn nè, từng bông hoa hồng, từng lụ nhá, đấy, bông này, đấy, đây, giữa chúng tôi đục hoa hồng này, đấy, đẹp chưa, đấy, mặt ghế nhá, mặt ghế liền 100% này, bán chúng tôi, bộ này là bộ chúng tôi chuẩn vân nhá, nhìn vân đẹp thế này mà, đấy, yếm chúng tôi đục nhá, đục hết, mà đục thông nhá, không phải đục đấy nhá, đục thông hết nhá, đây chúng tôi đục thông này, đây một chiếc ghế này, đây một chiếc đôn nữa nhá, một chiếc ghế nữa này, đây ghế bên này vậy nhá, đây một chiếc đôn kẹp này, chúng tôi làm một chiếc đôn kẹp nhá, đây một chiếc ghế này. Đây giới thiệu quý vị một chiếc bàn, một chiếc bàn này thì thôi rồi, đẹp tuyệt vời luôn, mặt liền nguyên một tấm nhá, mặt liền nguyên một tấm, chúng tôi làm dài là 1m90, rộng 1m30, rộng 1m30, dài 1m90, đục yếm đục chân cuốn hết yếm này. À, đây là hồi bàn nhá, đây cành bàn này, cành bàn nhá, kéo này. Đấy, kéo nhá. Yếm chúng tôi đục thông hết. Đục thông hết. Đấy, đẹp chưa? Đấy nhá. Cạnh bàn nhà chúng tôi là dày là 4,5 phân. 4,5 phân. Yếm bàn chúng tôi đục qua lá cây hết. Theo mẫu Hoàng Gia nhá. Này. Ghế này,
và giới thiệu quý vị là bộ này chúng tôi là cả mặt trước lẫn mặt sau, cả mặt trước lẫn mặt sau. Đây mặt sau của ghế này, mặt sau của ghế này đẹp chưa. Đấy, này, mặt sau nhá, đục như mặt trước này. Yếm ghế này chúng tôi cũng đục thông hết. Đây yếm ghế mặt sau nhá, chân chúng tôi làm nhá. Đây là một chiếc đôn này, chiếc đôn đây mặt sau nhá, cũng đục đục như mặt trước. Chân nó cũng chân móc nhá. Đấy, đây là một chiếc ghế nữa này, mặt sau của nó đấy. Nhiều cơ sở khác nó không đục mặt sau, đây chúng tôi làm đục mặt sau để cho nó đặc chủng đặc biệt. Đây một chiếc tôn kèm nữa này. Và xin giới thiệu với quý vị là một chiếc đồng hồ vàng da. Đồng hồ vàng da của tôi làm này, đồng hồ của tôi là cao là 2m2, chiều cao 2m2, rộng 90 phân, phủ bì rộng 90 phân. Đấy, đây quả lắc này, nó là theo bộ ghế này nhá, theo mẫu của bộ ghế đấy. Quý khách đặt đằng sau bộ ghế đẹp tuyệt vời. Này cột chúng tôi đục hết, đục tay nhá. Đây cột này. Đấy, tứ trụ nhá, chúng tôi đục tứ trụ này. Đây một cột, mặt sau một cột. Đấy, bên này là tứ trụ bốn cột. Đấy, cánh chúng tôi này, cánh đục nhá này. Đấy, quý vị thoải mái. Đây cánh mở nhá. Đấy, mặt trong chúng tôi cũng làm sạch sẽ nhá, mặt trong của quả lắc chúng tôi làm sạch làm đẹp, bắn sơn như ngoài. Đây là cánh này, đây là cánh để thay cái pin này, để chỉnh pin này. Đấy, bên này một cánh này, bên này một cánh này. Đấy, một cánh này. Đấy, đây là tứ trụ này, trên chúng tôi làm cột, làm trụ đẹp như cột trụ dưới nhá. Đấy, bên này cũng một cánh này. Đấy, hai cánh hai bên nhá, để quý vị chỉnh giờ này, thay pin này. Đấy, còn đồng hồ chúng tôi này, mặt đồng hồ này đẹp chưa, mặt đồng hồ tôi làm toàn bộ bằng đồng hết nhá, toàn đồng này. Đấy, trên nóc này. Đấy, nóc chúng tôi đục, chúng tôi làm ngũ lưu niệm. Đấy, có hoa một của một hoa hậu nhá, hoa bộ hoàng gia này. Đấy, chúng tôi đục lá bắt hết, trên này chúng tôi đục lá bắt hết. Đấy, đấy, đẹp chưa. À, trên này đây có con tiệm này. Đấy, chúng tôi làm cong này. Đấy, từ trên xuống dưới nhá, đây cũng là một đợt nữa này. Đấy, từ trên xuống dưới này đẹp chưa. Đấy, giới thiệu quý vị của bệ này, bệ dưới chúng tôi làm sạch sẽ đẹp nhá, đục hoa văn này. Đấy, đục hoa văn này. Đây là đế cột này, cũng đục hoa văn nhá. Đục hoa văn này đẹp chưa. Đấy, dưới móng đế chúng tôi phào dưới chúng tôi đục hoa văn này. Đấy, đục hoa văn hết nhá. Bên hồi chúng tôi đục. Đấy, bên hồi chúng tôi làm hồi lượn này đẹp chưa. Rộng là 90 nhá, rộng 90 nhá. À đẹp. Đấy, quý vị xem hết từ trên dưới này, từ trên này lên trên này. À, đấy, trên này, đấy, quý vị có nhu cầu đặt hàng hoặc tư vấn thì quý vị điện thoại tới đồ gỗ, siêu thị đồ gỗ Trọng Bình. Số điện thoại này 0913163667. Quý vị có nhu cầu quý vị cứ điện thoại và liên hệ, chúng tôi sẽ đáp ứng đầy đủ cho quý vị. Đấy, quý vị nghe thấy tiếng đồng hồ kêu chưa, tuyệt vời luôn, tiếng âm vang tới tận từ đầu ngõ đến cuối ngõ. Này, tiếng vang của chúng tôi, tiếng chuông đồng hồ này âm vang từ đầu ngõ đến cuối ngõ nghe hết nhá. Đấy, nghe thấy hay không. Rồi, nghe, quý vị có nhu cầu cứ liên hệ với chúng tôi, chúng tôi đáp ứng cho quý vị đầy đủ. Xin chào quý vị nhá.